Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tới dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước. Năm 2021, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, thách thức, song với sự linh hoạt, chủ động trong điều hành, vừa triển khai các giải pháp thu ngân sách, vừa tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ngành tài chính đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính, ngân sách. Theo đó, thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1 triệu 563,3 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4%, vượt 219,9 nghìn tỷ đồng dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020. Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2021 cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chi ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 1 triệu 879 000 tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng chống dịch COVID-19, ngân sách nhà nước đã chi 74 000 tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, xuất cấp 141,97 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được đảm bảo. Ước tính năm 2021, bộ chi ngân sách nhà nước thực hiện dưới 4% GDP. Đến cuối năm 2021, dư nợ công khoảng 43,7% GDP, nợ chính phủ khoảng 39,5% GDP, dư nợ vay nước ngoài quốc gia khoảng 39% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ dưới 23% tổng thu ngân sách nhà nước trong phạm vi giới hạn an toàn cho phép. Năm 2021, giá cả thị trường được giữ ổn định, chỉ số CPI bình quân cả năm 2021 chỉ tăng 1,84%, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra năm 2021. Thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, chỉ số VN Index đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với cuối năm 2020. Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100%, 182 trên 182 nhiệm vụ, giả soát, bãi bỏ 198 thủ tục hành chính. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tài chính vào thành tích chung của đất nước trong năm 2021, đồng thời đề nghị ngành tài chính chuẩn bị tâm thế, nội lực để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022. Thủ tướng nhấn mạnh, các ông chí cũng phải làm cái chính sách, làm cái cơ chế, rồi làm các cái quy định để tham mưu cho chính phủ, rồi để mà quản lý cái kỷ luật kỷ cương tài chính này, rồi tăng cường cái giám sát kiểm tra, tăng cường cái công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, và hàng giả chống gian lận xuất xứ, nhất là trong dịp cuối năm và dịp Tết sắp tới này. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tài chính sẽ bổ sung các giải pháp, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2022.